Thưa quý vị, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Đan Phượng đấu tranh bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao. Đều là lao động tự do, 8 đối tượng này đã thành lập nhóm lừa đảo qua mạng. Cầm đầu là đối tượng Lê Hùng Công, 35 tuổi, ngụ tại huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, và Ngô Thị Thu Hiền, 23 tuổi, ngụ tại thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, thuê một căn hộ chung cư tại khu đô thị Tân Tây Đô. Các đối tượng sử dụng 8 bộ máy tính kết nối Internet đăng nhập vào các tài khoản Facebook để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các bị hại bằng hình thức tặng quà là điện thoại iPhone 14. Khách hàng muốn nhận quà thì chuyển khoản cho các đối tượng với số tiền từ 200.000 tới 6 triệu đồng một người. Lang thang trên Facebook thì thấy mọi người lừa đảo được thì em nghĩ mình cũng sẽ lừa đảo được nên là em nghiên cứu kịch bản và hợp tác cùng các bạn trong nhóm để đi lừa đảo. Em chuẩn bị máy móc, thiết bị và các vật dụng cần thiết cho hành vi đấy. Không có sự chia chác trong chung mà chỉ có tỷ lệ chia riêng là hợp tác. Ai lừa được thì được hưởng 60%, còn em còn phải trả em 40%. Đây là một trong số các bị hại của nhóm đối tượng này. Cũng chỉ vì một phút tham lam và nghe những lời đường mật của chúng mà chị đã không ngần ngại chuyển tiền cho các đối tượng để nhận quà. Thấy có cái trang fanpage là Huyền Trang Mobile có đăng cái bài là những bạn sinh vào tháng 7 thì sẽ được tặng quà là iPhone 14 Pro Max. Người ta yêu cầu em làm thủ tục 200.000, nộp 200.000 để mà xuất hóa đơn ấy. Em nghe theo, yêu cầu em chuyển tiếp 500.000 để xác nhận thông tin khách hàng. Lần thứ 3 là người ta yêu cầu em chuyển 1,5 triệu để bảo hành đơn hàng có giá trị cao ấy ạ. Thì người ta lại tiếp tục yêu cầu em chuyển 4 triệu. Do em còn là học sinh nên là 4 triệu với em nó là khá lớn ấy. Em có nghi ngờ nên là em không chuyển nữa. Và em yêu cầu người ta phải hoàn lại số tiền mà em đã chuyển. Người ta chặn hết thông tin liên lạc của em không liên lạc được với cái nhóm đấy nữa. Phương thức thủ đoạn của nhóm đối tượng này không có gì là quá tinh vi. Thậm chí đối tượng cầm đầu mới chỉ học hết lớp 12, chưa có quá nhiều kiến thức về công nghệ thông tin. Mà cái phương thức này chủ yếu là nhắn tin cho các bị hại là những thành phần học sinh, sinh viên, nhẹ dạ cả tin. Qua vụ án này thì tôi cũng khuyến nghị người dân, đặc biệt là các em học sinh, sinh viên, những bạn trẻ, trước khi giao dịch một cái gì đó qua mạng, cần phải xác thực thông tin. Bên cạnh đó, cần phải nâng cao cái trình độ của mình, đọc nhiều tin tức, bài báo và cũng như các bài tuyên truyền của chính quyền địa phương, của cơ quan công an, để từ đó có thể tránh được những cái hành vi lừa đảo của các đối tượng. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Công an huyện Đan Phượng thông báo ai là bị hại của hình thức lừa đảo nêu trên thì nhanh chóng liên hệ đến cơ quan công an để cung cấp thông tin, giải quyết tin báo tố giác tội phạm.